Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng máy với nhiều tính năng khác nhau. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ đem đến cho bạn dòng sản phẩm đó là máy in Roser DCP-L2550 DV-Kép, máy in laser đen trắng đa chức năng, in scan, copy, in hai mặt tự động, in wifi không dây. Tăng năng suất máy in của bạn với dòng sản phẩm máy in Roser DCP-L2550 DV-Kép với các tính năng ưu việt như là in ấn tự động, dễ dàng qua kết nối không dây và ứng dụng di động. Tốc độ in lên đến 34 ppm, tốc độ cao có thể giúp bạn dễ dàng xử lý một số lượng in nhanh chóng và nhiều người dùng, cho phép người dùng tiết kiệm thời gian cho in, cung cấp các bản in chất lượng từ cao đến trung bình cũng như các hình ảnh văn bản. Với chất lượng in cao làm cho hình ảnh sống động và tạo ra màu in tốt hơn, tự do mua mực in cao in tới 3.000 tờ và giảm thêm chi phí in ấn. Sản phẩm đang được trợ giá rất tốt nên quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua bên mình hoặc comment xuống bên dưới phần bình luận để mình có thể hỗ trợ bạn kịp thời. Cảm ơn bạn đã theo dõi video.